vị coi cái thờ vận này và những cái thờ vận sau nữa thì hành đạo người tăng khó. Phải là người cư sĩ mà có điều kiện, có địa vị lớn thì mới phát quang Phật pháp mạnh được. Xin hưởng rồi đó mới mạnh, đúng không quý vị? Nó nên mình thôi mình thấy rõ ràng mà. Như bây giờ hàng tăng bảo mình đó, nó có nhiều cái ảnh hưởng. Nên bản thân mình bây giờ hành đạo nó cũng bị ảnh hưởng, cũng khó, hơi khó ấy vì. Nên những cái đời mà sau này mà tái sinh đến lại nữa thì mình nguyện làm người phải giữ dằn chút của xã hội. Có điều kiện, có địa vị xã hội cho lớn thiệt lớn, mà lại là giảng pháp được, khuyên người niệm Phật đồ được, làm được, thì đó mà ghê. Giỡn rồi. Không? Dễ tiện bề đậu xanh hơn. Có tiếng tâm dễ đậu xanh. Nên từ nơi đó vị biết rằng những đức cảm giác pháp môn tịnh độ là cái pháp môn cứu khổ cứu nạn cho nhân sinh. Nên bản thân mình bây giờ mình tin Phật Bồ Tát dữ lắm. Rồi mình muốn hết lòng hết dạ mình làm việc cho Phật Bồ Tát. Nên là những chúng sanh người ta cũng cảm được cái tâm mình, nên người ta cùng chung tay với mình. Nên những cái pháp hội mà những đức tổ chức mà quý vị về mà số lượng vậy là vì hỗ trợ những đức để giảng tịnh độ dữ lắm á. Chứ tờ đưa lên 3,000 lại mà bữa sau lại thấy có 3 người nó thôi chịu thua, xin tạm biệt 3 người, pháp hội này giải tán. Tôi và lại với 3 người và 3,000 lại thôi thì chịu thua lại không nổi luôn. Thôi chia tay nhau tùy hỷ. 3 người làm gì mệt dữ vậy, tôi nghỉ đi. Nành ra về nhà để lại. Thấy không? Rớt. Ôi ơi mình đưa lên 3,000 lại. Vì mà người ta đến ào 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 ầm 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 đến thì bị thấy không? Chúng sanh ta hỗ trợ mình mà Phật Bồ Tát kêu lỡ đó. Chứ không phải giỡn đâu nghe quý vị. Có nhiều người mà người ta chưa muốn đi đấy vị ơi. Vậy đó mà ngộ thai trong tâm ta thôi thúc. Hãy đi 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 đi. Có cái bà kia mà má nói mà chồng bà chỉ bà nói vậy nè. Mày chứ này mà mày mà đi 3 ngày mày về mày đi ra khỏi nhà, mày không được về nhà. Ban đầu bà nói những đứa con là ban đầu con nghe con sợ lắm thầy. Nó chắc không đi được, đi về nó cho khỏi nhà thấy mồ luôn. Cuối cùng nghe thì mấy buổi giảng của thầy con nói mày cho tao ra khỏi nhà kệ tao cũng đi luôn. Ghê thì cỡ trời. Thấy không? Rồi xong nghe bà xách cái giỏ ra bà nói với ổng câu này, bà nói nè. Thôi bây giờ tôi đi tu chứ tôi không có làm điều gì sai chứ. Nếu mà tôi đi lại Quan Âm tôi đi tu xong mà ông cho tôi đi ra khỏi nhà thì tôi ra khỏi nhà. Tự nhiên ổng nhìn bà, ổng im gu. Không biết sao vậy cái quay lực Phật Bồ Tát gia hộ sao. Bà nói ổng im gu luôn. Rồi xong cái ổng cái đầu bà xách giỏ bà đi, ổng nhìn theo chăn chăn. Không nói tiếng gì chân. Rồi xong bà lại Quan Âm 3,000 lại xong bà đi về. Bà đi vô nhà bình thường. Ông hỏi bà ăn uống gì chưa. Ghê chưa. Không đơn giản đâu vị ơi. Đều phải tin Phật Bồ Tát. Phàm phu mà đâu có cửa đụng với Phật Bồ Tát quý vị. Ta chăng thẳng đi lại 3,000 lại mà cho người ta khỏi nhà. Cái chuyện này không có đâu. Hù dọa chơi vậy thôi. Bà lại xong ông đức quá trời lớn. Về gặp bà hỏi ăn uống gì chưa. Bà nói thèm mì quá, chạy nấu cái mì cho bà ăn. Kinh khủng chưa. Phải tin Phật Bồ Tát. Nó mà bà lỡ bà lại thiệt, nhiệt tình bà lại luôn. Vậy đó mà bà nói là ông ngồi xuống hỏi bà 3,000 lại hết không. Bà nói tôi đã quyết tâm tôi lại là phải lại hết, không có thiếu một lại. Nói bà sao bà giỏi dữ vậy trời. Nó thấy ghê không quý vị. Nó chuyện gì xảy ra đâu. Nó nên nó quý vị biết rằng mỗi người mỗi nghiệp chướng khác nhau chứ không phải ai cũng vậy. Còn có cái bà kia bà lại xong 3,000 lại về bà bị quýnh gãy cái gan. Mới hôm qua bà lên bà gặp những đứa. Bà lên bà hỏi dạ đưa thầy lại xong 3,000 lại thầy khỏe không. Nói khỏe bà nhìn những đứa là biết khỏe rồi. Còn cô thấy sao bà cười ra bà gớm hết ra. Ở thật hỏi sao kỳ cô. Bà hổm thấy gan quy nguyên hôm nay sao gãy cái kỳ hôm nay. Bị nó đánh. Ai đánh? Chồng đánh.
Sao kỳ vậy? Lại Quan Âm về xong vừa bước vô nó tán cái gãy cái gạch. Máu mẹ chảy từ lúc vô trong nhà vệ sinh vừa tắm mà vừa khóc hút hít. Ôi Bồ Tát ơi, Bồ Tát ơi, lại ba ngày lại bệnh muốn chết luôn. Về nó còn quýnh gãy cái gan nữa là Bồ Tát á. Rồi quýnh gãy cái gan luôn quý vị ơi. Kinh thiệt chứ. Bây giờ mình nói đúng là mọi người cái nghiệp trước khác nhau. Xong mới lên mới gặp nhà Đức miếu máu khóc. Nói giờ lại qua ba lại xong quýnh gãy cái gan chợ là chợ. Xong chị Đức nói cô phải mực. Cái chợ là mực. Lại qua ông xong mà bị quýnh gãy gan mà kêu mực. Cô phải mừng, cô nhớ kỹ nghe chưa. Một cái gan này sớm muộn cũng gãy. Cái gan này sớm muộn cũng gãy. Mà nó đánh gãy cái gan có nghĩa là nghiệp chướng tiêu trừ. Phải chi mà nó quýnh mà đứt cái lử thì chết. Nó vặt Bồ Tát gia hộ cho bà là gãy gan thôi. Mà bà gãy cái gan ở trong nó cũng không đến nỗi xấu. Phật Bồ Tát cũng gia hộ cho Phật Bồ Tát mà không gia hộ. Nó quýnh cái kiểu này là gãy gãy cái gan cửa chết mồ luôn. Thấy không? Nên bà là may mắn lắm. Nên không đến nỗi gãy cái gan cửa. Nên Phật Bồ Tát gia hộ bà nhớ. Gãy một cái gan mà tiêu trừ nghiệp quả trong địa ngục. Bà nghe xong bà mừng. Tàu ô bà nói con cảm ơn thầy. Mấy ngày nay trong lòng con buồn thấy ghê. Con nói đi lại Quan Âm về mà Quan Âm không thương con sao mà để chồng con quýnh con. Gãy cái gan. Nghe thầy nói cái con thấy con vui quá trời vui. Thấy chưa? Đúng là mình nói người ta nghe quý vị ơi. Mà thiệt quý vị, mình vừa nói vui mà 100% là vậy đó. Đó. Chả qua báo thế gian có cây răng. Hiểu không? Mà nó tránh quả báo tam đồ ác đạo. Nó vậy được sống rồi. Có cây răng thua gì bà ra bà trọng cái răng khác đi. Nè, chứ trọng gan khác có sao đâu. Gãy cái gan mà công nhận quýnh gãy gan thiệt luôn trời, ghê thiệt chứ. Quýnh sao không biết mà gãy cái gan. Nói coi thì coi nè, nó à đúng là gãy cái gan. Thấy không? Và bao nhiêu người đó chị ở trong cái cuộc đời này đi tu mà gặp bao nhiêu sự chướng nạn. Ngồi trong đây nó cũng có nè, cũng có chướng nạn nè. Khi lại Quan Âm xong về có khi cũng gặp chướng nạn. Chứ không phải không gặp đâu quý vị ơi. Nó mình nói cả đi đến chùa tu mà nó cũng gặp chướng nạn. Xong về nhà gặp chướng nạn. Cái cõi là cái cõi chướng nạn. Mà chướng nạn ở đây làm chi? Để nó thông dong về cực lạc chứ làm chi? Thấy không? Chướng nạn ở đây để thông dong về cực lạc chứ làm chi? Đó nên mỗi một người mà hiểu nguyên lý này rồi. Vì tu ở cõi này con người quý vị nó hừng hực cái tâm vì tu. Xuyên tu liền. Nó những đức nói những đức mà mở những cái pháp hội tu quý vị cứ về quý vị tu đi. Vì tu tới bờ tới bến đi. Những đức nói. Còn cái mạng này xả luôn, xả mạng luôn cho biết. Nói không mà từ hôm nay không có lại ba ngàn lại nó đâu sợ. Mình nếu mình lại thêm lần thứ hai ba ngàn lại nữa thì sao? Thì cái lần này nó không có còn đặc biệt nữa. Cái gì cũng là nhất môn thôi, là một thôi. Phải giữ dằn chỉ có một thôi, hiểu không? Hiểu không? Một lần thôi là đạt rồi. Được lắm rồi, đúng không? Là kỷ niệm cả đời rồi. Lần sau mà mình lễ quá khỏe thì cái kỷ niệm của lần này không có còn nhớ nữa. Mình phải nhớ cái lần này nè. Để thành công nó phải có sự khổ cực, hiểu không? Về sau là rất tự tại. Lễ của em cực kỳ tự tại luôn. Cứ là gì 18 hoặc 19 hoặc 19, 20 hai ngày 1.000 lại quyết định. Ai cũng đến lễ được hết trơn quý vị. Bây giờ chương trình lễ Quan Âm chúng ta đi đến mức cực điểm rồi. Bây giờ chúng ta tự hạ cánh thôi. Mình lên chi hoài nó rớt xuống sao. Đúng quý vị. Trời ơi, chuyện này Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho không có xỉu. Làm sao mình lễ bậy bạ mình xỉu sao? Xỉu bảy xu. Dính luôn cái xu 3.000 lại này sao? Đúng quý vị. Bây giờ mình quay lại 1.000 lại thì thôi. À, quá tiện về. Phải re nắm chắc trong tầm tay luôn đúng không?
thầy cho lễ vừa hú hốc vô gió luôn. Đừng nói chuyện giật chứ, đúng không? Nó tại vì có ngàn lễ quá khỏe. Mà quý vị coi cái sự tập trung còn đông nữa nè. Đó à, kỳ sau 1000 lại tập trung còn dữ dằn hơn nữa nè. Tại vì sao những người 3000 lại thì ai cũng là không có gì cả, đúng không? Còn rủ người ta đi lại thì phải re, vì rủ người ta thoải mái luôn, vì đâu có đến nỗi quá đáng sợ. Mình đã lên được 1000 lại mà mình trở lại 2-3000 lại mà mình trở lại 1000 lại, thì vị biết rằng là cái này mới là cái cách độ sanh thù thắng, đúng không? 3000 lại là thượng thừa, thấy không? 1000 lại là trung thừa. Trung thừa thì ai cũng làm được, mình thượng thừa mấy người làm được. Tại vì cái chiến này là cái chiến háo hức, đưa lên 3000 lại ai cũng nghĩ rằng một lần này để làm kỷ niệm lịch sử, ai cũng hứng. Nên lễ quá trời lễ. Kỳ sao 1000 lại khó nói lắm quý vị ơi, 3000 lại, kỳ sao 3000 lại cực kỳ khó nói luôn. Không có nói được cái chuyện đó, hiểu không? Đó nên kỳ sao quyết chí là chị 1 năm 3 lần là 3000 lại. Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại hai điểm chùa quý vị. Bên đây với Đại Tùng Lâm là xong. Nó nên về sau đó nghe 19 tháng 2 á nghe, quý vị coi nè, đông nè. Như biển cả mênh mông. Đó, đông còn dữ dằn hơn 3000 lại đó. Tại vì sao? Vì cái cảm giác người ta hiểu rồi. Mà công nhận nghe, nương vào cái hạnh nguyện Quan Âm mà đi độ sanh thì đúng là số 1. Nương vào hạnh nguyện Quan Âm mà độ sanh thì đúng là số 1. Tuyệt. Nên ai mà thiếu duyên Bồ Tát, thiếu duyên độ sanh lại Quan Âm. Tại vì chúng sanh nó thích cầu nguyện. Đến lại Quan Âm xong dạy người ta niệm Phật là cái chùa đó thịnh lên. Chùa đó thịnh lên đặc biệt lắm. Nó nên qua những cái chương trình lễ này, những đức nói rằng đúng là mình lo cho công chúng, mình hướng dẫn ta tu, nó kết quả ghê. Mỗi ngày giảng pháp tụi này kia, vậy mà tới chương trình tu, trời ơi, nó quy tụ con người ta quá trời đông. Mà ai gặp mình ta cũng nói, trời ở nhà con nghe pháp thầy giảng, rồi con tu chung với thầy. Mình nghe mình trong lòng mình nó vui ghê. Tại vì mình hướng dẫn người ta mà ở xa người ta tu nghiêm túc, rồi người ta được lợi ích. Mà người ta gặp mình ta mừng thấy ghê quý vị ơi. Mừng lắm. Gặp người ta bay vô người ta chụp hình. Ừ, chụp kịch. Nó méo mồm méo miệng tùm lum tùm la. Tại vì sao? Vì mệt quá. Chụp. Cái bữa chủ nhật đó quý vị, bữa chủ nhật bệnh anh, thấy người ta nhiều đoàn ở xa anh đến, người ta qua tới bệnh. Nó thôi mình giãn nghỉ sớm một chút, để gặp người ta thôi kệ, chụp mấy bộ hình nữa cái vui quý vị. Thấy không? Chụp một chút, mắt bị lé luôn. Ngồi chút chịu hết nổi. Quất một tiếng hồ chưa xong mà thấy người ta ì ì. Thôi đứng lên chào mọi người tôi về. Đầu hàng chịu thua luôn. Đông quá. Không, mình chơi vậy là cũng hết lòng rồi đó quý vị. Hết lòng hết dạ. Nhưng mà mình nói rằng thôi chụp hình thì chụp hình thôi, chứ đừng có đem tiền nó đi cúng dường nghe. Mình đem tiền lên cúng dường cũng khác là mình ngồi đó mình nhận tiền nữa. Kỳ cục quý vị. Thà chụp hình thôi. Còn cúng dường bỏ thùng tâm bảo đại đi. Xong. Vậy nó đẹp hơn. Đúng quý vị. Nó nên ví dụ như lễ lọc đồ tổ chức, mình muốn cúng dường, một là mình bỏ số tài khoản, hai là mình lợi cúng dường tâm bảo. Đừng có mà mình quý ông thầy mình cầm đưa trước mặt nhiều người. Có khi nó cũng có chuyện xảy ra. Kỳ cục lắm quý vị ơi. Mình người ta đưa tiền mình mà mình cũng lo cho chúng thôi. Nhưng mà có khi người ta chụp hình, người ta quay phim là nó nói thầy này tiền bạc này nọ. Tung tin tùm lum la lên. Tai tiếng mà. Nên từ nó đó mà mình cẩn thận chút thì nó đỡ. Nên bữa đó mà chụp hình mà ta đem tiền ở đây, ta đưa nó thôi quý vị ơi. Chúng ta bỏ thùng tâm bảo đi quý vị. Chụp hình thôi. Chứ không ta ngồi gì mà đưa tiền thấy kỳ quá. Không có nhiêu nhưng mà nó phiền phức dữ lắm. Nó xảy ra nhiều vấn đề trong cuộc đời, thấy không? Nó những đức tính trước vậy đó quý vị. Mình làm việc cho Phật Bồ Tát mà. Mình chân thật mình làm thì nó không có thiếu gì vậy.
Lễ xong rồi trả tiền này tiền kia hết trơn. Vậy mà cuối cùng cũng dư được một chút, chứ không phải thiếu, không thiếu tiền. Tượng Phật tiền máy đồ trả xong hết trơn rồi, xong hết, tiền gì cũng trả rồi hết rồi. Hôm qua cộng sổ lại dư được cũng có 100 triệu, xài chết. Không mà đối với chùa mình thì nó không có là số tiền gì đâu, tại vì xài dữ quá, trong chùa đông người mấy ngàn người mỗi ngày mà quý vị. Nhưng mà muốn nói cho quý vị nghe là cũng không đến nỗi thiếu nợ thiếu nằn, cũng không thế nỗi mà gọi là đi xin tiền bạc người ta, hiểu không? Mình tổ chức vậy rồi mà nó cũng đủ tiền trả trang trải hết trơn. Còn thùng tam bảo thì đưa bên kia xây chùa, vậy là thấy yên lắm quý vị. Mà quý vị thấy 3-4 ngày những đức tổ chức á, quý vị thấy những đức có xuất hiện ra công chúng để mà nhận tiền gì đâu. Phải chi mà những đức đi một vòng mà đi một vòng ta cũng cúng lắm nha quý vị. Làm bộ đi lỡ chỗ đông đông người đứng vậy đó, ta lỡ y ta cúng vui lắm quý vị ơi. Đi giảng pháp cúng đi thực bốc sanh xong mà đi ngang người ta, ta còn cúng mà. Bao giây ta cúng quá trời mà. Làm chi là mình ngồi chỗ nào mình đứng chỗ nào là ta cúng lắm đó quý vị. Nhưng mà thôi, mình chỉ cầu làm sao mà cái chương trình nó được bình an thôi. Cái này 100% luôn quý vị. Những đức từng nói rằng trong cái cuộc đời mình đó quý vị, mình đi đâu cũng vậy, mình chơi thì thật sự mà nói cuộc sống này phải có tiền, nhưng mà đừng có cái gì cũng tiền. Cái tình cảm con người mà nó nhét cái chữ tiền vô trong cái chứng giữa đó là nó cản ngăn cái tình cảm con người. Lúc nào tình cảm ra tình cảm, lúc nào tiền bạc ra tiền bạc, an hoàng. Chứ nếu không á, mà đi đâu mình cũng tiền là không có tình cảm. Nên như Đức nói với mấy anh em trong chùa, như Đức nói á, sau này mấy ông có duyên, mấy ông đi giảng pháp ở đâu á, nhớ kỹ, cái công người ta xây chùa cực lắm. Mình đi đến đó mình giảng, người ta cúng bao nhiêu, mình đều đưa hết cúng dường cho chủ trì hết đi. Thì người ta xây chùa, mình được sử dụng chùa. Mà mình mà mình hướng dẫn người ta tu thì mình cũng đâu có nghèo đâu mà sợ. Trời ơi, Phật tử mà người ta quý mình rồi, người ta không cúng cách này, người ta cúng cách khác quý vị ơi. Tìm mọi cách người ta cúng, chứ không phải giỡn đâu. Này là 100% luôn đó. Chứ đừng có bao giờ mà mình đi lỡ chương trình nào mình tổ chức mình cũng gom tiền gì, là không có tồn tại đâu quý vị ơi, không có lâu đâu. 100% vì không bao giờ lâu, chơi không bao giờ chơi chung lâu với nhau được. Nên trong hai người kiếm tiền chỉ có một người kiếm thôi thì nó tồn tại lâu dữ lắm, mà hai người cùng kiếm là thua. Nên quý vị nhớ, con người sống trong cuộc đời, tiền nó quan trọng cho cuộc sống mình, nhưng mà phải kiếm tiền phải biết nhìn ra góc độ. Có những nơi mà đừng có kiếm tiền mà mình kiếm tình, kiếm tình xong nó mới có tiền. Bây giờ là mình kiếm tình, còn tiền đưa cho ta hết đi, mình có được tình. Này là cái góc độ sâu sắc đó quý vị, nhớ kỹ nghe. Nó con người muốn làm việc lớn trước nhất phải xả tiền ra, xả ra thì tiền lớn nó mới vô. Trời ơi, chứ đâu phải là nó không vô đâu, nó không. Nên nó tình tiền, tiền tình, hai cái nó kết hợp lại. Nó có những chỗ mà mình kiếm tiền mà mắc tình, mà mắc tình là ghê nhất. Vì mắc tình là tiền có vấn đề, có tình là có tiền, mà tình chân thật thì tiền nó đến càng nhiều. Chắc chắn quý vị luôn. Đời đạo gì cũng vậy chứ nha. Có những lúc mà mình kinh doanh làm ăn, đừng có nghĩ rằng cái đợt kinh doanh này là phải kiếm được tiền. Đừng có kiếm tiền cái lúc này, thì quý vị sẽ kiếm tiền cái lúc khác, thành công còn lớn hơn. Nghĩa là lần này kiếm tình là uy tín, uy tín để kỳ sau mình mới giữ vàng. Còn nếu như chẳng nào làm ăn cũng kiếm tiền không thì chưa chắc có uy tín. Nên người phải nhìn xa trông rộng vậy. Nhưng Đức thấy rõ ràng Hòa Thượng Tịnh Không năm xưa ngày hay, ngài mà đi đến ngôi chùa nào giảng là tuyệt đối ngài không có nhận một cắt bạc nào mà ngài đem về chùa ngài chứ. Ngài nhận là ngài cúng dường lại cho chủ trì hết chứ. Nên chùa nào ngài lên giảng,
người ta cũng hoan nghênh. Tại vì đến, một là không lôi kéo đồ chúng, hai là ngài không có cầm tiền đem về chùa, duyên pháp duyên mới vậy. Công nhận không? Phải làm thiệt cho quý vị, làm thật á, 100% phải làm thật. Nó bây giờ những đứa ở đây mà những đứa nuôi chúng cũng cần tiền chứ, hòa thượng xây chùa cũng cần tiền chứ, làm gì không cần tiền. Thôi hai thầy trò chỉ có một thôi là xong, vậy là hay nhất. Còn mà những đứa đi qua bên đây mà tổ chức, mà bây giờ những đứa cũng ngồi chỗ nào rồi thầy mình cũng ngồi chỗ nào, thôi chắc kiểu này mà chết luôn, không có tồn tại đâu quý vị ơi. Cái này là cái bài học năm xưa những đứa thấy rồi, kinh nghiệm. Nó kinh nghiệm mà chơi có một hai lần là chia tay, cái này là kinh nghiệm rồi. Mà cũng thông minh dữ lắm đó, mà chơi một hai lần là chia tay, một hai lần là chia tay à. Nói sao kỳ vậy ta, người này quá thông minh mà sao chơi một hai lần là chia tay không người ta. À thì ra là bên kia cũng muốn kiếm tiền, đây cũng kiếm tiền, thì đụng chia tay. Hay không? Đó, nên mình cái này là những bài học mà nhân sinh đó quý vị. Những bài học nhân sinh mà quý vị phải học. Nó ví dụ như vậy, vì mà mở ra cái tiệm buôn bán đi, ai cũng có quyền đó này, cạnh tranh chứ đừng có đấu tranh. Đúng không? Cạnh tranh là gì? Ai cũng có quyền kinh doanh chứ. Nó cái tiệm mình đưa ra buôn bán, kinh doanh làm ăn buôn bán, mình đừng có bán lời quá, lợi ích thôi, lợi ích, mặt hàng chất lượng cao, lợi ích thôi. Mình lấy cái gì? Lấy tình. Tình là gì? Uy tín. Uy tín, lấy uy tín. Khi bị lấy được uy tín rồi thì cái nơi kinh doanh quý vị phát triển. Nó phát triển bằng cách nào? Lâu dài. Nó phát triển rất là lâu dài. Nó là chữ tín, nó phát triển lâu dài. Mà nó mất uy tín là quý vị mất sạch tiền luôn, sạch nghiệp luôn, vì mất uy tín. Nó nên chúng trong chùa mình, như Đức nói rằng bây giờ cuộc sống mình đã được lo đầy đủ hết rồi, tuyệt đối người trong chùa mình không có ai mà đụng tới tiền bạc Phật tử, cho cũng không nhận. Phải duy trì cái tâm đó. Tất cả anh em trong chùa không có ai được nhận tiền khi Phật tử đưa, không có ai đụng tới chứ. Nó còn quý thầy đồ này kia là không có ai đụng tới cái chuyện mà Phật tử cúng dường cái gì chứ. Điều là cần cái gì nói đi, anh em nói rõ ràng đi, rồi lo cho nhau đàng hoàng. Đó là sự hộ trì thù thắng. Sự hộ trì này tương lai mới có tăng tài. Tại vì đoạn được cái tâm tham bớt đi, tham mà bớt thì sân bớt, sân mà bớt thì si bớt. Thấy không? Cái gốc đầu tiên là sân, sân hẳn mà dày thì tham dày. Tham sân, tham nhiều là sân nhiều, sân hẳn nhiều thì si mê nhiều là ngu si nhiều. Thì chắc chắn rằng cuộc đời tu thua, bó tay, không thành công được cái gì. Thấy không? Nên nó nói với chùa mình cũng gầy dựng được chỗ này quý vị. Mấy thầy mấy chú mình cũng không đến nổi. Thấy không? Sống như mình lo quá đầy đủ mà. Nó kệ đi, đồ đạc, đồ dép dài đồ. Đó. Kêu những quan bên đây dẫn mấy anh em ra mua anh em người đâu dép hiệu con dịch. Vừa lại với Quan Âm xong mới mua dép hiệu con dịch cho mấy ông ngừng đâu. Mua bây giờ thôi, chuẩn bị làm gì? Ăn Tết. Tết mang dí nhậm chơi mấy bữa được không? Mà như Đức nói, mua bây giờ nghe mấy ông dí Di Đà coi chừng mất tiêu đâu dép. Mang dí nhậm mất tiêu đâu dép chứ không phải chuyện giỡn đâu quý vị ơi. Không, mà cái số mắc dép là mắc, còn cái số không mắc là không mắc. Thì biết ngày xưa những đức ở trên tỉnh Thất Quan Âm là những đức mỗi lần mà cái cô lo những đức là cô mua một lần bao nhiêu đôi dép không? Mua một lần 20 đôi dép để dành. Vì những đức là chuyên gia mắc dép. Giấu cỡ nào cũng mắc luôn. Mang qua chánh điện, vừa mang qua đi về là mắc dép. Vừa mang qua đi về là mắc dép, phải mấy chục đôi dép. Mắc xuyên suốt luôn, viết trong lòng những đức nói cho mày mắc luôn. Tại vì mày thiếu nợ phải trả. Mắc luôn, vui vẻ mắc luôn. Bây giờ họ mang qua đây một đôi dép lễ với Quan Âm, để ngay chăng ở chỗ nhà văn hóa, bước ra không thấy đôi dép. Đi chân không về luôn. Mấy chú đưa đôi dép này là đôi dép này của người ta thầy mượn đỡ mang. Không, đi bộ về, vui trả nợ luôn.
đi chân không về. Cuối cùng vừa đi về qua bên kia có người cầm đôi dép đó đem về bệnh trả lại. Thấy ghê không? Số không mắc dép thôi sao mắc? Cái số mắc là mắc, dù có giấu nó cũng mắc. Có cái bà đó mới đi lại Quan Âm. Quý vị biết bà lấy đôi dép, bà để ở đâu không? Để đâu biết không? Dắt luôn quần. Trời ơi, đôi dép lào dắt vô quần thấy ghê thiệt. Bà lại Quan Âm, bà đưa cái mông lên thì thấy đôi dép tàu tên. Cái bà lại Quan Âm bà ghét quá trời ghét, gặp ngoài đời mới vô tu á, chứ quê đồ gặp ghét quá. Bà thấy ghét. Lại Quan Âm đưa cái mông vô mặt tao, còn đưa thêm đôi dép tao ghét. Bà lại chúng say sập bài bà mệt quá, nhỏ ngồi cái bên gút đôi dép lấy. Bà lại xong bà lỡ ngay trong như đúng hỏi, dạ thưa thầy, đôi dép con để ngay luôn quần. Con lại Quan Âm xong mất đôi dép. Nó tại do bà để ngay lưng quần nên lấy rồi bỏ ghét. Dép để đâu không để, dắt ngay lưng quần. Bà có biết cái cảm giác khi bà lại, bà là lại chưa quen, chắc chắn bà lại bà đưa cái mông lên. Đúng rồi, sao thầy biết nó? Nhìn bà tôi biết. Lại mà không quen là bà lại là bà đưa cái đầu xuống mà chu cái mông lên phải không? Dạ. Mà đâu dép bà dắt cái kiểu này nữa, bà vừa chu cái mông vô cái đít bà đưa vô cái mặt người ta mà còn đưa thêm đâu dép, tôi lấy đâu dép bà là phải. Nó mà lấy được cái đít bà nó cũng lấy luôn đi, đừng đó chứ. Bà đó. Lại chi mà chơi đôi dép kỳ cục. Thấy không? Cái số bắt dép dù có dắt luôn quần nó cũng mắc. Còn cái số nó đã không mắc rồi thì dù có lấy cái quần đem trả lại. Đó, thấy chưa? 100% đó. Cái tin đó. Thấy không? Đó, thấy chưa? Mình nè, nghe pháp những cái điều đơn giản quý vị ơi. Từ hôm nay nghe, đi dự lễ nghe chưa? Đi ra một cái siêu thị nào mà dép mà xả hàng xả hàng mà xả kho nghe chưa? Ra mấy bà mua đâu dép 2000. Hồi xưa 2000 biết bây giờ mắc không ta? Hồi xưa người ta lợi siêu thị cái chân đường Cống Quỳnh nó dép cái siêu thị đưa đóng ra đâu 2000. Nhiêu? Giờ đâu nhiêu? 10.000 hả? 10.000. Trời ơi sao kỳ giờ mắc gì? Xưa mua đâu có 2.000 bạc. Xưa tôi tưởng đâu có 2.000, tới giờ lâu quá tôi không mua dép tưởng đâu 2.000 hoài. Quý vị biết rằng á, có cái cô bên thị sĩ của Diệu nói, dạ tôi thầy con muốn cúng dường thầy cái đồng hồ nữa thôi, mà đừng cúng. Không có đeo đồng hồ, hồi xưa giờ không có đeo. Không có đeo cái gì trong tay cho nó khỏe. Quen rồi. Hồi xưa ngoài đời thì có đeo nhưng mà chỉ có 3 buổi Tết à. Chỉ có 3 buổi Tết thôi quý vị. Thì quý vị biết rằng là Tết thì cái bữa 29 là mấy cái thằng bán đồng hồ dạo á. Nó xách qua lợ đó, biển đâu biết nè, xách qua lợ. Thì nó bán đồng hồ đẹp lắm mà đồng hồ nó xi vàng khè. Mình thì mình xạo, mình nghĩ là phải sang giàu được ghê lắm. Mà nói thôi kệ, Tết nhất thì kiếm cái đồng hồ, hỏi đồng hồ này nhiêu. Nó dạ 150.000, nó bậy mày. Hồ này 150.000. Thôi 30 đi, nó thở. Hồ cho 30.000 trả 30 chú. Trời ơi anh trả lợi đi, 150.000 mà trả 30. Bán không? Bán mua khác á. Trời ơi đồ này tôi biết quá trời luôn mà sao xạo rồi. Không anh 50 đi. Mới 150.000 bây giờ còn 50. Nói thì một tiếng nữa nghe, không mua là đi luôn á. 35.000. Đấy. Ôi trời anh tiêu chút đỉnh nó đi. Nó không, tôi nói rồi không có nói nữa nghe. Tôi mặt này không phải hiền đâu á. Ôi được bán luôn. Buổi sáng mở hàng 150.000 cổ 35.000 chảy tất. Kinh chưa? Nó trả giá ghê cho trời, tôi dân thành phố tôi biết mà. Người ta hồi xưa người ta lỡ chợ mà vườn chuối xóm chiếu rồi người ta mua đồ mà đủ thứ loại đồ hết trơn. Rồi ngay chăng chỗ cái cầu, mà cái cầu gì có cái chợ nó bán chuyên ra bán đồ cũ, đồ sida vô trả giá te tua tả tư. Mua giết ta biết. Thấy không? Đồng hồ đeo vô
Ba ngày sau gãy kim. Tết về có ba ngày đồng hồ gãy kim luôn. Rồi về lên thành phố lại bỏ đồng hồ. Vậy thôi. Nên đeo có ba ngày chứ không có đeo nữa. Chảnh trẻ ba lá hẹ ba ngày hù dọ người ta chơi. Thấy không? Bây giờ không có đeo. Thấy không? Bao giờ vẫn đeo chuỗi tay rồi nó ít lắm, phải không? Người như Đức thích gì đó, nó chống lỏng, chống liễu vậy đó. Thoải mái. Nó chỉ có lên giảng thì có một chuỗi đó chơi vậy thôi. Nó nên có nhiều Phật tử nó cũng thương cái việc. Thấy tội nghiệp mua này mua kia cho. Nó thôi. Đưa tiền đi hay nhất. Đó. Đưa tiền muốn làm gì mình làm nó hay quý vị ơi. Mua sữa rồi cho mấy bà cụ uống. Rồi mình mua cái gì cho mấy cô nó cũng phù hợp hơn. Còn mua cho mình mà mình không dùng nó uổng. Để nó uổng, thấy không? Những đức mà cái gì mà những đức có, những đức không dùng, những đức đem cho người ta liền. Tại vì sao? Mình không cho người ta liền, mình để đó làm chi? Con người những đức vậy đó, cái gì mà mới là phải xài liền. Nó kỳ cục, cái tính người nó lạ lắm. Cái gì mới là phải xài liền. Ví dụ như đức vừa được mang bộ đồ mới là bạn liền. À, bạn liền à, thích bạn đồ mới. Cái gì mới là phải làm liền. À, nó, ví dụ như người ta mà cho đồ các cô nghe, vừa cho là những đứa đi cho mấy cô liền. Chứ không có chịu để. Không có chịu để. Nó, giống như mà mấy người ta sơn nhà rồi này kia đúng không? Là tự nhiên trả tiền liền. Tiền liền cho người ta, tại vì cái cảm giác á. Ngày xưa mình đi làm công cho người ta đó. Làm công cho ông chủ nào mà ông trả tiền liền mình mừng lắm nghe. Ờ cái kiểu mà bọn ơi, tới giờ mà không chịu trả tiền á, buồn lắm, ngồi mình cứ buồn. Chưa trả tiền cái chân trời. Tới từng mà máu chảy về tim mà cái đấy. Ông có miếng máu đâu chứ chết mồ luôn, thấy không? Buồn lắm mấy vị ơi. Mình nghĩ tại mình đi làm thuê làm mướn mình hiểu mà là, trả tiền xong mà cho thêm chút nữa vui lắm mấy vị ơi. Mình là lại làm công mình hiểu rồi. Bây giờ mình trả tiền cho người ta sơn nhà, mình cho thêm chút đỉnh tiền, vài trăm ngàn uống cà phê. Ồ, ta mừng lắm mấy vị ơi. Ta làm quá trời luôn. Ta sơn kịch liệt luôn. Làm mau nữa chứ. Ngộ ghê á. No thấy không? Mình phải hiểu, tại vì chính bản thân mình nghĩ mình biết như vậy mình đến với người ta. Nên mình làm chủ, mình nên thương người làm công một chút. Tội nghiệp người ta. Nó nói chứ có chút đỉnh tiền nuôi vợ nuôi con có được nhiêu đâu. Nói sơn nhà mà ngày 600 ngàn. Nghe nói 600 ngàn vậy đó. Nhưng mà xin thưa quý vị, dùng cái cuộc sống bây giờ mà 600 ngàn lay quay, đàn ông nữa mà, còn dư gì đâu. Nó thiệt luôn. Nên từ nơi đó mà mình thấy cũng tội nghiệp. Mà xong nhà Đức cho người trong chùa đi lên sơn. Nhà Đức hỏi 600 ngàn này dễ ăn không? Không dễ ăn. Nặng quá. Thêm cái nữa đứng mà tuốt trên nóc chùa lấy dây buộc toàn ten sơn cũng đem cái mạng ra chứ vẫn chơi đâu, đúng không quý vị? Thấy tội nghiệp người ta, mình nghĩ vậy đi là tự nhiên mình thương người ta liền quý vị ơi. Chứ đừng có đặt vai trò 600 ngàn nó nhiều quá, tự nhiên mình còn cắt xén người ta nó tội nghiệp. Nên những đức nói với mấy anh em trong chùa, đức nói tuyệt đối nghe, không có bao giờ mà cái chuyện mà nói rằng là người ta đi làm công mà nói câu là có gì cúng dường đi có phước, không có phước bậy quá. Người ta đang khổ muốn chết, người ta mà có phước có gì. Mình đến với người ta cho nó đàng hoàng, cái tâm người ta tùy hỷ, cái tâm người ta vui có phước. Còn mình kêu người ta bớt đi, có gì cũng như người ta bảo, nó làm ẩu nó còn có tội ác hơn. Phải nhớ kỹ, nó nên cái gì mình nên lỏng cái tay rộng chút cho người ta. Để cho người ta được nhờ đi, thì tức khắc người ta đến với mình là có phước. Nhớ kỹ nghe. Chứ mình đừng có eo hẹp với người ta. Eo hẹp với người ta phá còn ác hơn nữa. Người làm công mình eo hẹp với người ta phá đó. Người ta làm mà ta hặn phía sau người ta chửi mình chết một. Nên quý vị học Phật Pháp gì nè, quý vị sống đối nhân xử thế, sống cho nó đặc biệt quý vị ơi. Những đức nói mình học Phật là mình có phước lắm rồi. Dù cỡ nào cũng nghe Pháp niệm Phật, không có cái buồn gì để trong lòng lâu chứ. Nghe không? Ở đây có ai buồn ai để trong tâm đưa tay coi. Có không? Đưa tay lên. Có một bà bù để trong tâm à, này chắc người mới
Hiểu không? Nó nên từ nơi đó có ai không, có ai bù để trong tâm đưa tay cái, tôi cho người xuống dẫn lên đây. Hiểu không? Không nghe, từ hôm nay không có buồn ai để trong tâm nghe mấy chị. Hiểu không? Buồn để trong tâm nó xấu lắm. Nhà Đức nói mấy cô đến chùa mà càng tu mà càng đẹp là do mấy cô không có buồn ai đó. Không có buồn ai đó nghe. Trời ơi, bữa đó gặp bà già 85 tuổi, bà nhà bà nghe Nhà Đức giảng. Con mới nói mẹ con từ khi nghe thầy giảng mẹ con cười suốt luôn. Bây giờ bà đẹp quá trời, 85 tuổi mặt trắng tư đẹp quá trời. Hai cô bên Úc về 70 mấy 80 tuổi, mà bên Úc về thôi trẻ mà đẹp đừng có nói nữa. Bà nói con quên bệnh, con nghe thầy giảng con cười suốt. Hồi đó còn đi chỗ này đi chỗ kia đi chơi tốn tiền, mà từ khi nghe thầy giảng tới bây giờ không đi đâu chơi, ở nhà chỉ nghe thầy giảng. Bây giờ để dành tiền cúng dường thầy luôn. Đúng là ghê thiệt chứ. Thấy không, giúp cho người ta vui, người ta không đi chơi vậy. Cuối cùng người ta để dành tiền đem tiền đưa cúng cho mình luôn. Mấy bà già khắp nơi nơi bà về bà cúng. Hỏi mấy bà già sao có tiền, từ khi nghe thầy giảng mới có dư tiền. Hỏi ủa sao ngồi, là vui quá không thích đi ăn uống đi chơi nữa, không thích mua cái này kia nữa, rồi tự nhiên để dành tiền, thấy thầy tội nghiệp nuôi với bà già để dành tiền cúng dường cho thầy. Ngộ ghê không, quá trời hay luôn. 85 tuổi mặt đẹp quá trời luôn. Hỏi sao, cười nhiều, cười nhiều thôi mà đẹp đó. Mấy vị thấy tôi xấu rồi tôi cười chứ còn có được, xấu mà cười chứ còn có được. Hồi xưa cái mặt mặt hồi xưa kỳ cục lắm vậy, thờ thợ nấu á mặt lông mũi nó bự rồi nó hỉnh kỳ vậy ơi, mặt nhau 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 suốt tối ngày luôn, nhau ghê lắm. Con mắt nó đã to, mắt lòi bự ghê, lông mũi hỉnh bự, miệng to, mặt bự, đầu dồ. Vậy mà vô nấu ăn là cứ mỗi lần nhìn ai giống như cái từ chuông nó nặng nề. Bởi tôi nói nha, đừng bao giờ nhau nữa. Trong cuộc đời này sống đừng có nhau nữa, nghỉ nhau đi. Nhau với nó xếp ly chỗ này mau nè quý vị. Nè. Nhớ cái người mà nhau chỗ này là cái đường tài lộc nó không có vô được. Ở đây là cái mặt tiền, thấy không? Mặt tiền. Mặt tiền nha. Đó. Lên xuống thì cái mặt điểm chính đúng không? Nó mà giờ mình đẩy là gì sao vô? Đẩy là sao vô trời? Tuyệt đối không có, từ nay không có nhau. Mà cái người đã không có nhau rồi thì cái người này phước báo nó lớn. Nhớ khi mà mình làm mệt như hồi sáng như đứa con đoạn nói không? Khi mình làm mệt gì quá, căng thẳng công việc quá nghe, buông xuống hết vạn viên, ngồi dịu cái tâm hoàn toàn nghe. Dịu cái tâm hoàn toàn, niệm Phật niệm thiệt nhẹ nhàng nghe không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nó ồ một chút thôi bị ô, con người nó đầu óc nó nhẹ nhàng, nó khỏe được đó. Chứ mà đang sân si, đang mệt mỏi đừng có bắt cái điệu mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm chút nó sân si thấy mồ luôn. Sân si thêm nữa đó. Cái lúc một mình mà nó mệt mỏi đầu óc rồi mình tắt máy niệm Phật luôn, để bản thân mình làm cái máy mình niệm nó hay hơn. Niệm nhẹ nhàng, hay niệm một câu thiệt nhẹ nhàng chậm, ngưng lại một chút, hít một hơi thiệt sâu cho nó dưỡng khí lại liền. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Có nghĩa là một câu niệm nhẹ nhàng để hít một hơi thiệt sâu, giữ cái hơi lại để lấy cái hơi đó niệm ra để đổi hơi khác tiếp tục. Nó làm cho khí lực mình thay đổi lại. Con người bị tức khắc đầu óc bị dịu hoàn toàn luôn. Tỉnh veo, khỏe re luôn. Đặc biệt lắm, thử đi. Ngồi công ty rồi hay là văn phòng làm việc căng thẳng, buông xuống làm chút xíu vậy đi. Bởi vì sẽ thấy thôi ố với làm việc một ngày không thấy mệt, khỏe re mà không bao giờ nhau. Nghĩ nhau, không có nhau nữa nghe chưa. Nhau là cái đường tài lộc không vô được. Thấy không? Thấy chưa? Bây giờ mình nói chuyện với ai mình vừa gặp mặt rồi đó là mình biết người đây khổ.
Hỏi sao? Ôi quý vị nghĩ đi, bây giờ vừa gặp mà. Dạ con xin hỏi thầy. Dạ con xin hỏi thầy cái chuyện này một chút. Ê, khỏi hỏi. Đời cô khổ lắm. Sao thầy biết thầy? Khổ lắm thầy. Nhìn mặt qua là biết khổ. Ê, sao kỳ sao thầy biết được? À, nhau. Nhau mà khổ chứ làm sao? Mà cái bà mấy cái ông mấy bà mà nhau nhau là keo. Đố có ai mà cái người mà cái mặt nhau nhau mà rộng rãi. Vậy đi tìm hiểu đi biết. Cái mặt mà nhau nhau là không có ai mà. Để coi ai có ai. Cái mặt mà nhau nhau là không có ai rộng rãi hết quý vị. Đa phần là keo. Mà mình muốn ăn một cách của người này cũng khó khăn. Nhau nhau á, không phải giỡn đâu nghe. Cái kiểu mà lỡ gặp bước lại là chắc chắn người này là mình khó sống với họ lắm quý vị. Ừ. Cái đường tài lộc nó chặn lên hết rồi. Cứ là ờ gặp như mỏ nhọn vậy. Đức mà nó nhâu nó kỳ cục lắm. Người ta là cái miệng có nhọn, người ta nhâu còn coi được được. Còn mình mà mỏ nhọn mà kỳ lắm mấy vị ơi. Đừng có nhâu nữa nghe. Từ hôm nay là không có nhâu. Mà muốn không nhâu thì làm sao? Đừng có buồn giận hay để trong tâm. Để có Phật hiệu trong tâm. A-di-đà-phật, 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 nghe không? Lãnh đâu có nhau nữa. Đâu có nhau ở đâu. Mà nhớ, khi bị vui vì niệm Phật gia đình tự tốt, không cần xử lý nó cũng tốt luôn. Tại vì sao? Tâm quý vị nó đã tốt, cảnh trước mặt nó tốt hết chưa? Còn cái tâm quý vị đã bực mình, cái cảnh trước mặt, cái gì cũng bực mình hết chưa? Mà có những chuyện nó chưa đến nỗi xấu quá mà do bực mình mà quấy, khóa làm rối lên thêm. Nên quý vị nhớ, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đã là từ tâm tưởng sanh thì trước nhất luyện cái tâm cho vui. Mà cái tâm mà vui là cảnh nó hoàn toàn nó vui hết chưa? Quý vị mà vui thứ có thằng chồng nó chửi sùm với nó, a di đà Phật anh. Không có gì hết. À, ngộ lắm quý vị ơi. À, cái thử đi, mấy vị đang vui nghe nó lật tát vô mặt một cái. Trời trời. Vợ tôi tát có cái nó khùng luôn. Nó ngộ lắm quý vị ơi. Mình mà vui rồi nó nói gì. Mà khi mà mình vui, mình vui vẻ, người ta chửi mình vài tiếng không có buồn. Nó không có buồn quý vị. Mấy thử cái phải không? Khi bị vui nó chữ không có buồn. Mà chữ sao mắc cừ lắm. Chữ cũng mắc cừ nữa. À, thấy mặt họ ngầu ngầu là mắc cừ. Nhưng mình là người phụ nữ, chỉ cần chồng mà nó la lên cái mình sợ. Mình cứ sợ đi là tốt nhất. Chứ mình đừng có mà nó la cái mình. Cái gì mày? Nó quýnh rồi sưng bỏ cho đừng có chuyện dứt chứ. Mình là người phụ nữ nghe, chồng mà la một cái là sợ. Chồng mà vừa tay là mình hút người là mình trốn. Ai quýnh mình được. Cái quan trọng là khỏi bị đánh thôi. Chứ mình ngu gì để cho người ta đánh mình, chờ mình cương với người ta làm chi? Làm có lỡ người ta đâu mà cương. Đàn bà đâu quýnh lỡ đàn ông. Bây giờ mình đi cương với người ta quýnh mình chết mồ luôn, đúng không? Người ta vừa la cái à. Quá trời sợ. Làm gì đó, đàn ông nó nở mặt nở mày quý vị. Thấy không? Vợ của tao, tao chỉ cần nói một tiếng thì nó sợ xanh mặt, xanh mày. Mẹ con nó chôn hết. Tự nhiên đàn ông vậy mà ai mà đi quýnh vợ mình nữa. Coi kiểu như bây giờ đàn ông mà nó la một cái mà vợ nó đứng lên, con đứng lên thì tức. Mình có uy quyền gì trong nhà. Đàn ông là cái uy quyền trong nhà là cái quan trọng của người ta để mà lập gia đình được tốt đẹp. Bây giờ người đàn ông mà la xuống cái mà gia đình không ai sợ, chịu thua. Như bây giờ trong chùa thì như Đức la cái im gu vậy đó. Được đó, được đó. Thấy không? Chính bản thân mình vậy mà. Nên quý vị ơi, mình là phụ nữ nha quý vị. Chồng mà nó la cái mình sợ đi quý vị à. Càng tu thì càng sợ chồng. Sợ mà mình hiểu. Sợ đi. Chứ mình không sợ làm chi. Chồng mình sợ, có gì đâu mắc cỡ. Nó thiệt, không có ai mà cười mình sợ chồng. Hiểu không? Nó mình sợ đại đi, nó mà hét lên cái là sợ lắm. Sợ lắm.
xanh mặt xanh mày sợ lắm. Rồi xong cái mình đi nói cho mấy cái chị em đồ trong nhà nó sợ ổng lắm. Mỗi lần ổng mà la cái là sợ lắm á, ổng nhìn cái thôi là hú hồn luôn. Đâu bưng chiếc cơm ổng nhìn cái gước cơm luôn. Họ mới nói cho cái người chồng mình nghe là vợ mày nó nói là nó sợ mày lắm, mấy lần mày la là sợ lắm, nhìn là sợ lắm. Chồng nó, em mà em đàn ông mà phải nhìn vợ cái là sợ mới được, thấy không? Là tự nhiên tao thấy lên mặt lắm. Đàn ông mình biết đúng không? Rõ ràng. Rõ ràng mà thử đi bây giờ mà gặp mà đi mà con vợ mình đi nói cho người này nghe nè, tôi đố mà sợ ổng luôn, có gì tôi phải sợ ổng. Nó nói cho chồng mình nghe, chồng mình tức, nói gì mày không sợ tao à? Sợ tao không? Tức lên đúng không? Nên mình mà nghe nói vợ mình sợ mình phái lắm. Chắc chắn luôn mấy ông luôn, ai mà không vậy? Nghe nói vợ mình sợ mình là mình phái ơi, lên mặt đi. Nhưng mà mình lại thương người ta nhiều. Khi người ta càng sợ mình thì mình càng thương người ta nhiều. Tại vì mình đúng đắn mà, nên người ta thương mình nhiều, chứ mình đừng có cương lại mình, la mình con đường, vậy bướm, vậy bớt gì bớt mỏ máu không, hiểu không? Đó nên mấy cô mà nghe gì đi, có ông chồng nào mà không cho mấy cô đi tu? Nghe gì rồi mà ông chồng mà nghe thì ông chồng nào cũng cho nói mày nghe thầy dạy chưa, thầy dạy phải nghe nghe em được chưa? Thầy dạy phải nghe em. Ông chồng nói á, mình nói kiểu này ông chồng nói thầy dạy nghe em, thấy chưa hả? Vậy thì mấy bà được đi tu. Chứ gặp mà những đứa kêu buông xả đi tu giảng sanh á, về thầy kêu vợ tôi giảng sanh à, tôi xử thầy luôn. Bây giờ vợ tôi tự nhiên kêu nó đi giảng sanh, người ta đâu có chịu quý vị. Mà mình kêu giảng sanh cái lúc nào kìa, đừng có kêu giảng sanh. Có cái ông đốt lộ gặp với đứa nói câu nè, tôi nói tôi hồi đó tới giờ chưa bao giờ tôi nghe thầy nào giảng mà tôi nghe thầy giảng tôi phái. Hỏi phái chỗ nào? Nói thầy kêu vợ tôi ăn diện. Trời ơi. Chứ nếu mà thầy kêu nó buông xả mà nó mà xấu là thầy chết với tôi. Thấy ghê không quý vị? Bởi vì mình nghe mấy câu đó mình học được luôn. Thì ra của mấy ổng mà, mày kêu buông xả mấy bà ở dơ với ổng đâu có chịu. Bây giờ mình kêu ăn diện gọn ghẽ ổng phái. Trời ơi, cái ghê chưa quý vị? Nghe chưa? Nghe rồi tự mà hiểu đi. Thấy không? Tu thì tu cũng phải gọn ghẽ một chút quý vị ơi, chứ đừng có tu giết mà trời là trời thấy ghê. Có cái bà kia bà nói con bây giờ con buông xả lắm thầy, nghĩ đến răng đó. Chết bồ luôn. Thôi bà buông xả cái gì kỳ. Buông xả mà nghĩ đến răng chậu là chậu. Thôi bà còn buông xả gì nữa không? Nghĩ tâm. Thôi bà ơi, buông xả cái chuyện buồn phiền đồ kìa, chứ mà đừng nghĩ đến răng nghĩ tâm mà ta chạy mắt dép. Mỗi lần bà lỡ tôi bà nói chuyện tôi cũng sợ luôn. Đừng nói thôi tôi không dám đâu. Vì nhớ là mình tu hoài mà mình không tiêu nghiệp là do gì? Mình đem cái không vừa lòng không vừa ý mình để trong tâm hoài sao tiêu? Đó là hạt giống nghiệp mà. Trồng cái hạt giống nghiệp vào tâm hoài mà kêu tiêu. Giống như phía trước giải rác, phía trước thì quét mà phía sau giải rác. Thấy không? Sao mà hết rác được quý vị? Quét phía trước giải phía sau làm hoài thì sao mà tiêu? Nên chúng ta mỗi ngày niệm Phật, thường để có Phật hiệu trong tâm, đừng có đem những cái không vừa lòng không vừa ý để trong tâm, vì đó là hạt giống, hạt giống nghiệp. Thấy không? Mà đã để hạt giống vào cái mảnh đất tâm mình mà hạt giống nghiệp thì nó sanh quả nghiệp. Thế thì sao vậy? Nó ví dụ như mình thương ai, mình quý ai đi, người ta chỉ cần làm cái gì mà mình không vừa bụng là mình tức. Tức còn hơn cái người mình ít thương. Mình tức rồi mình cứ nghĩ mình tức, tức dùm. Tức mà dù tức dùm nữa đó. Có ai bị có tức dùm không? Tức
giùm. À, nghĩa là tức giùm chồng, tức giùm vợ, tức giùm con, tức giùm bạn bè, tức giùm kỳ cục vậy đó. Mà cái người mà mình không thương là mình không có tức giùm nghe. Mình cái gì không phải là thôi mình bỏ mất tiêu liền. Nhưng mà mình thương ai, mình quý ai nhiều là mình tức giùm người đó vậy lắm. Tức mà có vụ tức giùm. Nghe không? Tức giùm. Tưởng đâu đó là cái mang nghiệp giùm, không có đâu. Cái nghiệp người ta nó vẫn duy trì y nguyên. Còn mình tức giùm, mình bực bội giùm là bản thân mình gầy dựng ra thêm cái nghiệp của bản thân mình. Đâu có lợi ích gì đâu quý vị. Này cái quan trọng. Thấy không? Đó. Nên mình tu tập cái nguồn gốc của tiêu nghiệp là ngay chỗ nào. Ít có buồn giận ai để trong tâm. Ví dụ như mình có thương quý ai, mình cũng dính mắt để trong tâm. À, mình cũng không có ghét giận ai để trong tâm. Cái đó là cái nguồn gốc để tiêu nghiệp. Nguồn gốc tiêu nghiệp là ngay chỗ đó đó quý vị ơi. Nó như nãy như Đức nói là tức giùm là nhiều lắm. Cái bệnh này là nhiều quá trời nhiều tức giùm. Thấy không? Nó nên có khi thấy ai người ta đẹp quá mà ta có chồng quá xấu cũng tức giùm. Nhỏ nó ngu gì đâu mà nó đẹp gì mà nó lấy cái thằng chồng xấu quá cái trời là tợ thằng gì đó. Xấu gì trời trời nó hung thằng nó thấy gớm. Nhỏ nó ngu thì ghê. Không tức giùm. Duyên không? Mà cái thằng đẹp trai thiệt đẹp trai luôn mà cứ nhỏ duyên vợ lùng xỉn xấu quá. Hô mà đen thui. Rụng răng. Vậy mà cũng đứng nó trời trời thằng này mắt bị bù lạch á. Tự nhiên đẹp gì mà cứ vợ xấu quá cũng đi cứ. Tức thì ghê. Bởi chi cỡ tao cũng được. Nó tạo cái nhân nghiệp nhiều quá mà kêu tiêu. Giống như nãy câu nói rằng là quét nhà phía trước mà giải rác phía sau. Cuối cùng quét xong cái nhà nhìn lại nhà rác không? Ủa sao kỳ vậy trời? Thằng nào con nào? Liện rác nhà của bà. Bà quét từ sáng giờ muốn chết luôn mà mày liện rác nhà bà tùm lum tùm la. Đứa nào? Thì ra mặt tao quýnh mày cho mà thấy. Thì cuối cùng ngồi bình tĩnh suy nghĩ. À thì ra là rác này do mình xả lại phía sau. Xả lại phía sau. Quét phía trước tưởng đâu là rác nó đi rồi, nhưng không ngờ lụm rác bỏ vào cái bao mà mình đang quải sau lưng mà gặp ngay cái bao bị lủng. Bỏ vô nhiêu thì rác nó lọt ra phía sau hè lại. Cuối cùng mình đi xong hết cái nhà nhưng mà nhìn lại rác nhà vẫn là rác không. Nên mình tu hoài mà cái nghiệp mình không tiêu, chỉ ngay cái tâm không vừa lòng không vừa ý. Nó cứ gieo cái hạt giống tâm mình hoài gì sao mà tiêu đây quý vị. Rồi nó dính mắc trong cái cuộc đời này nặng quá. Mà lão là nó dính nặng quá làm sao cầu sanh cực lạc. Thí dụ như bây giờ một tay nắm ở cõi ta bà, tay nắm ở cực lạc. Mà cái tay nắm ở ta bà nó quá mạnh. Nó nắm ở ta bà nó quá mạnh rồi bây giờ giật một phát thôi là gớt cái tay ở cực lạc ra. Còn dính cái tay ta bà lại thì mình ở ta bà thế làm sao? Vị nhớ rằng mình phải suy nghĩ gì nè, quý vị sống mới tự tại nè. Vợ chồng có duyên sống với nhau, có duyên sống chơi thôi. Chứ làm sao? Ngồi suy nghĩ kỹ phải không? Có duyên sống chơi thôi. Hết lòng hết dạ chơi thôi. Phải làm trách nhiệm vậy thôi. Nhưng trong lòng luôn luôn đặt để suy nghĩ kỹ rõ ràng. Nó không có tồn tại đời đời kiếp kiếp đâu quý vị. Cuối cùng cũng xa nhau à. Có ai tồn tại hoài nhau đâu. Nên mình biết sống chơi thôi. Sống hết lòng hết dạ chơi vậy đó. Biết giả nhưng mà sống cho đúng. Sống chơi vậy đó. Biết. Không có nắm chắc. Rồi có tiền xài chơi vậy đó. Có xe đi chơi vậy đó. Phải suy nghĩ chỗ này cho 100%. Tại vì một ngày nào thăng còn bỏ mình mà.
đừng nói chuyện những thứ đó, đúng không? Mình xác thực 100% đi bị coi, khi mình bệnh có ai chia bệnh cho mình đâu, thương gì mà thật. Khi mình gần chết mình thở thôi thớp, có ai lợi thở phụ đâu, rõ ràng luôn. Rồi sống trong cuộc đời, bữa nay thương đó mai ghét đó, bữa nay thương mai hận, liên liên mà. Vừa mới nói thương mai tự nhiên ghét à. Cái thương và cái ghét nó như lật bàn tay trong cuộc đời, rõ ràng lắm. Ví dụ như bữa nay những đức nhiệt tình hết mình tu tập đồ, lo cho Phật tử đồ, người ta thương. Nhưng mai mốt cái gì là ta ghét mình á, chỉ cần la người ta ghét á. Hoặc nghe tai tiếng gì đi, người ta đồn lên đi. Hoặc là cái gì mình đi mà mình dính phải đi là người ta chở mặt ta ghét liền. Hồi đó tới giờ đi theo ổng nghe pháp ổng bây giờ thấy ghét. Lập mặt quýnh gì vậy. Phải giỡn đâu trời ơi. Bản thân mình phải chịu quý vị ơi. Nên thường ngày mình tu tập là mình đang gầy dựng mình. Cái gầy dựng mình là cái quan trọng nhất. Gầy dựng mình là quan trọng nhất nè. Đến khi mình gặp sự cố trong cuộc đời, bản thân mình mới đứng vững được. Chứ ai che cho mình đây, ai đỡ mình đây? Nó khi mình bệnh đau mà mình vẫn còn niệm Phật được là do gì? Mình gầy dựng mình rồi. Còn lúc mà mình bị người ta bỏ rơi hết trơn mà mình vẫn không bỏ mình là do gì? Mình hiểu nguyên lý. Nên rõ ràng là vợ chồng sống trong cuộc đời này, thật sự mà nói, đến với nhau có duyên có nợ, sống với nhau sống chơi thôi quý vị. Cuộc đời giả tạm mà, như bèo nước gặp nhau vậy đó, như là quán trọ qua đường. Thật sự luôn quý vị ơi, quán trọ qua đường. Ngồi suy nghĩ có phải không? Từng đời như quán trọ qua đường mà. Nó có thật đâu. Nhưng mà mình sống phải có tình người, để cho người ta thấy rằng nghe đạo, biết đạo thì phải sống có đạo đức, sống có tình người. Thật sự mà nói, con người đến với con người giống như tiền, bữa nay tay mình, ngày mai tay người ta, quý vị ơi. Cái nhân cái phước đến lúc thì tiền nó vô tay mình, nhưng cái nhân cái phước đã hết rồi thì tiền nó ra khỏi tay mình. Quý vị coi, cả tiền là vật vô chi, mình cầm nó mà coi chừng bữa nay nó còn sang qua tay người khác liền. Hoặc là vừa của cải của mình hôm qua cầm vậy, nghe nói mà mấy lời ngọt ngào tình cảm, đưa tiền cho người ta nó xách đi sạch nhách. Hoặc là bây giờ mình đi đến đây tu gì, ở nhà ăn trộm nó cậy cửa lấy không còn đồng. Ở đây cười hú hí, chúng về nhà thấy cái cửa chằng quạt, cái tủ không còn cắt nữa, trời ơi. Kêu pháp tu gì đâu mà niệm Phật ông sanh cũng đi thật về, tiền bay mất tiêu hết rồi. Thấy chưa? Nó tiền bữa nay tay mình, bữa nay ngày mai tay người ta, rõ ràng không? Nó rồi có khi tự nhiên cái nhà bốc cháy. Bao nhiêu năm nay cực khổ lam lũ cắt được cái nhà, mừng quá trời mừng. Vậy mà ngủ có một đêm, ngày mai nhà cháy mất tiêu. Ai mà biết được sự cố trong cuộc đời này đến. Còn ngay cái nhà mình ai mà biết được, nó kiên cố vậy mà tự nhiên đất nó sụp đâu, nó sụp sụp ngay nhà mình đó chơi được không? Sụp ngay nhà mình luôn. Rồi gió thổi ầm 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 ầm, nó không thổi đâu, thổi thổi ngay nhà mình, sập nhà mình chơi được không? Cái cõi đời này vì thấy nó vô thường chưa? Có những người vì vừa thấy họ đó đó khỏe mạnh thì sơ nói chuyện với mình, cười mời uống cà phê, bước ra ngoài xe đụng cái râm chết queo. Ai mà biết được sự cố vì thấy trong cuộc đời này có không? Có nhiều quá chứ. Nên bao nhiêu lời hứa hẹn, tối đêm nay ngủ cái sáng mai chẳng chắc mắt chết queo, hứa hẹn gì nữa bây giờ, thấy không? Nó rồi có khi mà vợ nói với chồng, anh là tất cả của em, còn anh thì bầu trời này được xét, không có anh thì chờ tối thui. Trời, bao nhiêu lời hứa hẹn nói kinh khủng luôn, thấy không? Ngủ đêm mai chồng le lưỡi chết queo, nó khóc quá trời khóc, có một tháng sau cặp tay thằng khác đi, có không? Trời ơi, không nhìn ra sao chuyện, thấy không? À, trong cái cuộc đời này mà nó hư tình giả ý, nó phải vậy rồi. Nên gọi là sống chơi nhưng mà sống nhiệt tình hết mình. Có xe đi chơi vậy đó, ai lấy thì thôi, có điểm có thôi, có tiền xài chơi vậy đó được không? Không có tiền thôi à,
Nếu quý vị mà làm được vậy, quý vị tự tại lắm, nó thiệt luôn, rất là tự tại. Không, quý vị ơi, mình mà biết Phật pháp nghe, mình biết lấy cái giả đổi thành cái thật, lấy cái giả đổi thành cái thật làm thiệt mà. Nó nên khiếm thị sắp tới nè, lấy giả đổi thật đi. Không, nó công ty xí nghiệp đồ, ông chủ đồ đó, bỏ số tiền ra, đổi tiền ra cho nhân viên đồ đó, gia đình dòng họ đồ, cầm tiền lại cho người mù. Không, quý vị ơi, vì cho tiền người ta vui lắm nha, cái cho người ta nó ngộ lắm vị ơi. Vì biết sao mà cho người ta vui không? Tại vì khi mình cho người ta đó, người ta vui quá nên tự nhiên người ta cảm ơn mình, cái cảm giác mình hưởng được cái niềm vui đó, thì lúc đó mình mới thấy được rằng là cái việc bố thí cúng dường nó vui, chính tay họ làm mới vui, đúng không? À, giống như giờ mình phóng sanh thì mấy con chim nó bay mà mình còn vui mà, bay vu mình vô tay mình vui quá trời vui, vui chút bị móc túi chưa, vui đó rồi buồn đó, vì thấy cuộc đời này nó mau chưa. Bữa đó díu con em, ồ ô đông đúc quá trời, phóng sanh bà đã phải vỗ tay sùm, quan hỷ lên, quan hỷ lên, bà nó vừa vỗ tay bà nói quan hỷ lên chị em ơi, quan hỷ lên, vừa quan hỷ chút xíu gờ xuống cái túi, trời ơi điện thoại nó mất tiêu rồi. Ồ mới vừa quan hỷ lên, quan hỷ lên, mới đứng quan hỷ lên, quan hỷ lên, bà vỗ tay lia lịa chứ cuối cùng bà bị móc cái chiếc điện thoại mất tiêu, bà đứng bà chửi sùm, vừa mới vui đó bà chửi sùm luôn quý vị. Thằng nào con nào đi chùa mắc dạy lấy điện thoại của tao, không trả tao tao về tao chù ẻo cho chết cả đám. Vừa quan hỷ vỗ tay sùm đó, mắc điện thoại chửi sùm, thấy chưa, nó quan hỷ lên, bà quá quan hỷ mà nó khảo đảo bà liền, coi bà quan hỷ không. Tại chưa mắc tiền, chưa mắc của đó thì quan hỷ, mắc tiền mắc của còn quan hỷ không biết. Trời ơi, tự niệm Phật ấy thì quan hỷ lên mới làm sùm, cuối cùng mắc điện thoại. Cho thằng trộm nó nghe vậy nó ghét lấy điện thoại. Thấy chưa? Nó à, Phật pháp mình thấy xác thực chưa? Nó rõ ràng xác thực luôn. Nó nên tu như thế nào mới mau tiêu nghiệp chứ? Không vừa lòng không vừa ý, bỏ ra càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt. Vì coi cái bữa lễ Quan Âm mệt đó, đố mà còn ai buồn giận ai nổi. Cái mạng lo chưa xong thì tới buồn giận. Không còn buồn giận gì chứ quý vị ơi. Trời ơi, bữa khỏe đi ngang người ta đưa tiền chớp 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 lia lịa, đưa cho mấy chú quý sao lia lịa. Cái bữa mệt nhất người ta đưa tiền quá tụi ta bạo hết. Không thầy, cái này cách này nhiều lắm thầy, cái cọc tiền luôn á thầy, để thầy làm trình kiếm thị thôi, bỏ tam bảo luôn thôi. Từ đây tới ngày kiếm thị tôi còn sống nổi hay không? Mệt quý vị ơi, mệt quá không còn cảm giác nữa. Kêu đưa tiền ai đưa đại bỏ thùng tam bảo, thôi được tôi mệt, tôi sắp chết. Thấy chưa? Còn khỏe chớp 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 chớp. Đưa chớp lịa vị ơi, ghê thiệt. Gây chưa? Những đức thì cái tay áo nó không có, nó không biết nó có không, coi xưa vậy. Có nè, cái túi nè, thấy không? Mà xưa những đức ít cái chiêu này không có, không biết. Chứ hồi xưa mà những đức thấy một bị ông nhanh lắm, đưa ông cái loại đưa ẹt mà hay ghê lắm nghe. Mà mình thì mình chơi cái chiêu này không nổi, mình chưa làm lần nào mình không quen nha. Nhưng mà mình á, thì ví dụ như mà đi ngang người ta đưa tiền cũng nhiều lắm quý vị, đưa chộp lia lịa bữa mệt quý vị. Mệt đuổi lắm thầy, xin cúng dường cho thầy. Mệt lắm tôi biết, sắp chết rồi, sao không nổi. Tiền bạc gì nữa, lúc này cái mạng tôi quan trọng nhất, không có tiền bạc gì nữa chứ, thấy chưa? Nó ngồi mà suy nghĩ lại. Nó suy nghĩ lại đi, tiền bạc vật chất nó mua được cái mạng không? Cái mạng là quan trọng nhất, nghe không? Nên chúng ta còn cái mạng phải tu quý vị ơi. Rõ ràng cái cảm giác lễ 3.000 lại, thấy không? Có nhiều người cũng mệt, te tua vẫn đâu chẹn.
nhìn xuống nhiều bà ngồi dưới lễ mà bà nào bà nấy nhất là bà chuyển nè, cái mặt bà nó nhỏ rồi mà bữa đó bà lễ 2 ngày đâu còn bà lớn. Ngồi mà nhìn xuống te tua chân luôn, nhiều bà ngồi đấy nè, nào bà nấy thường nghe giảng mắt à. Bữa đó ngọn mình giảng mình đã đuối rồi, mình nhìn xuống gặp mấy bà ta làm đuối thêm chưa. Đúng là cái tâm quyết ghê quý vị ơi, tâm quyết ghê ha. Những đức nói thiệt chứ, như bản thân những đức lễ Quan Âm bữa đó, những đức chỉ cần nói thôi vị bây giờ 2 ngàn lại là thấy được dữ lắm rồi. Chứ bây giờ mà quý vị mà thêm 1 ngàn nữa coi chừng đuối dữ lắm, không có giỡn đâu, chắc vỗ tay sùm tì hỉ thôi, là súng súng tì hỉ sùm đúng không. Nhưng mà do ông thầy ông phát cái nguyện ông làm cho tớ luôn, cuối cùng ai cũng làm được 3 ngàn lại, thấy không, là do ông thầy ông kéo quý vị ơi. Chứ bây giờ mà nhận đức nói thôi 2 ngàn lại cũng được quý vị ơi, thời tiết này nóng nực tội nghiệp với bà già, phương tiện chút xíu, hôm qua có bà già xỉu sắp chết, lỡ có chuyện gì nguy hiểm lắm, thôi 2 ngàn lại mà lễ thì Bồ Tát Quan Âm cũng đâu bắt buộc làm gì, nên chúng ta lễ 2 ngàn lại cũng tùy hỷ, thì chắc chắn ai cũng vui vẻ thì cũng như 3 ngàn lại, sùm vỗ tay lên tàu tùy hỷ. Nó giỡn đâu nghe quý vị, do ông thầy ông quyết định thôi đó. Nhưng mà cuối cùng quyết định lễ hết 3 ngàn lại xong, bữa nay khỏe re ngon lành. Không mà công nhận nha quý vị, lễ Phật lễ Bồ Tát công nhận khỏe thiệt. Nó mệt vậy nhưng mà nó mau hết mệt quý vị ơi. Tới bữa nay nó còn vui, nó ngộ ghê quý vị ơi, vui hoài luôn. Không mà chuyến này mình lễ Bồ Tát thử sao ngộ ghê. Không ăn cơm. Hôm qua như Đức giảng, như Đức có nói một câu á, nhẹ. Nó mập sẵn rồi ăn cơm chứ. Thì mấy bữa đó nó ói, mệt quá ói. Không, hình như là cái cơ thể con người mình mà tới cái tuổi khoảng 40 mấy là nó mệt quá, làm như nó muốn ói đó quý vị ơi. Nó quá mệt rồi nó muốn ói á, chứ không phải bệnh hoạn gì đâu. Ừ, nó mệt quá mệt ơi. Thì Bồ Tát nói con ói nên con đừng có ăn cơm. Mà giờ mình ngồi suy nghĩ, nó công nhận Bồ Tát hay ghê, Bồ Tát gia hộ đặc biệt ghê. Chứ bữa đó mà ăn cơm được là ói tùm lum, cơm nước cháo lao văng tùm lum. Trời thầy lại ói thấy ghê trời. Kêu đó mà chết mồ luôn quý vị ơi, không có giỡn đâu. Nhờ không có ăn cơm miếng nào, ăn có 2 muỗng cháo, xuống lại có mấy lại mắt tiêu mấy miếng cháo luôn. Nên đâu còn cái gì trong bụng đâu quý vị. Khi ói nó không có gì ra, không có miếng ói hoài mà cũng không có miếng gì, tại vì bụng có gì đâu ói. Nhờ vậy mà nó nhẹ vị ơi, nhẹ đó mà nó còn mệt tính chứ là nặng. Nặng chắc gãy 2 cái chân luôn á. Lễ bò thấy ghê thì. Không mà coi là đúng là ý nghĩa ấy vị. Quá ý nghĩa. Hiểu không? Nó nên á, cái gì cũng rõ ràng á vị, cái tâm quyết. Nhớ câu này. Chỉ cần quyết tâm, những gì chúng ta muốn làm sẽ làm được. Đúng không? Quyết tâm thôi thì cái gì mình muốn làm sẽ mình làm được. Thiếu sự quyết tâm thì chịu thua. Những đức nói con người mà thiếu sự quyết tâm, xỏ kim xỏ cũng được. Đừng nói chỉ làm cái chuyện gì quan trọng quá. Nên cái tâm quyết là cái quan trọng. Những đức nói có nhiều người chúng ta ngồi ở đây, mấy chục năm cuộc đời mình vì tiền bạc vật chất mình lo cho vợ con gia đình mình tới tuổi già luôn, mình còn kiên nhẫn tới bây giờ. Còn cái việc tu hành là cái việc cầu giải thoát, là giải quyết vấn đề sanh tử, không lẽ mình không quyết quý vị? Uổng quá. Không quyết là uổng lắm đó nghe. Những đứa có ông sư đệ bệnh, trẻ khô 33 tuổi. Thầy Những Lợi trẻ khỏe bệnh, thấy gỡ hình qua mà thấy nằm dây nhợ nó truyền vô bụng vô mũi lum la.
đúng là khổ thấy ghê. Nằm mà ngơ ngác không biết gì. Vì thế không? Bởi vì nghe, thường ngày á, những đức gây dựng cho quý vị gì nè, và cho chúng, thì khi cặn tử nghiệp cuộc đời mình, chúng người ta gây dựng lại cho mình. Thường ngày mình dạy người ta làm sao nó ra vậy đó quý vị ơi. Mình mà dạy cho người ta cầu này cầu kia cầu nọ, thuốc men tùm lum, là cuối đời nó đẩy mình vô bệnh viện đó, không có giỡn đâu. Còn thường ngày những đức gieo cái nhân cho người ta hộ niệm, niệm Phật cho người ta không à, gầy dựng cho người ta tín nguyện niệm Phật không, thì chắc chắn khi sau này mình cuối cuộc đời mình là người ta hộ niệm cho mình, ta không có đưa mình đi đâu đâu quý vị ơi. Cuối cùng đưa vô bệnh viện nằm thấy ngơ ngác ghê quý vị, tội nghiệp ghê. Nó nếu mà chết là xong rồi, bác sĩ nói 70% chết. Nghe nói mổ rồi thì cũng qua giai đoạn nguy hiểm, mà nó mổ ghê lắm, mổ thê thảm lắm. Nguyên cái mông mổ hết trơn, ghê quá, thấy chưa. Nên cuộc đời vô thượng, 33 tuổi à, 33 tuổi trẻ chứ, nhỏ như đứa cả chục tuổi mà bệnh tự nhiên phát lên, bệnh cái mặt bự lắm, chằn văn mà nhìn mà. Mà nếu mà người ta nói 60 tuổi là tính, biết sao tự nhiên bệnh gì. Nên hồi sáng nhà Đức nói với chúng chùa, nhà Đức nói thôi, chùa mình mà ở tu, mà ở được chỗ mà tu là mừng lắm rồi. Đừng có đi, đừng có đi nhiều. Mấy huynh đệ hồi xưa thờ nhà Đức, mấy ông trẻ tuổi nhà Đức, mấy ông đẹp trai, phong độ ông nào cũng đẹp lắm, có mình nhà Đức xấu, nó kỳ cục. Thì vị biết rằng á, mà mấy ổng mà ở chúng không được, mấy ổng ở thắt riêng đồ, bệnh nhiều. Đặt câu hỏi, ủa sao mình ở thắt ưa bệnh nhiều là sao ta? Phước mình hết, tại mình ở trong chúng nó mới tạo công hạnh được. Vì có người ta mình mới tu phước duyên được. Còn có mình thì người ta cúng cho mình ăn, mình đâu có làm được cho ai. Niệm Phật là niệm cũng vô, tu thì tu không nổi, có mình sao tu nổi. Ngày xưa mà những đức nghe thầy cho anh nói một câu gì nè, đi đâu cũng phải dẫn theo 5-6 người, vì một mình tu mới được, có 5-6 người mới tu chung được. Những đức nhớ câu đó. Còn mình thì thôi, ở đâu cũng phải 700-800 người. Thấy không? Thì tu mới được đó. Nên á, về cái mặt tâm linh á, quý vị phải tu được. Cái công phu nó quan trọng lắm. Đừng có nói tôi mệt, hôm nay nghỉ tu bữa. Bậy. Mệt nghỉ tu nó mệt thêm quý vị ơi. Lễ Quan Âm, tàu tàu sao mệt thế ghê luôn. Mà lễ xong cái lễ 500 lại cuối cùng, xong nó khỏe quý vị ơi. Bởi vì cái này nè, bởi vì ai cũng thích lễ Quan Âm là vậy đó. Cái lúc quý vị lễ mệt là nghiệp bị tiêu á, nó tiêu nghiệp. Lúc mình lễ quá mệt mà mình kiên nhẫn lễ nên nghiệp mình nó tiêu. Thì lúc mà nghiệp nó tiêu ra thì mình mới mệt, chứ làm sao. Khi mà xong hết chân thì nghiệp cũng hết, khỏe lại, chứ làm sao. Này quan trọng nè, thấy không. Trời ơi nó khỏe. Lễ Quan Âm xong đi ngang thèm nước ngọt cũng chết. Nó đói bụng quá, bây giờ nó thèm quá, bây giờ tự nhiên lễ trong đó nó thèm. Đúng là Quan Âm Bồ Tát gia hộ. Lúc lễ tự nhiên sao không có thèm ăn gì chứ. Chứ gặp mà ăn thạp, ăn tầm bậy tầm bạ, ăn vô lên nó ói chết mồ luôn. Rồi cái bụng bự cứng ngắc lại không nổi, mệt, coi chừng bỏ cuộc. Bồ Tát Quan Âm cho ăn cháo, cho ăn mấy muỗng. Kiệt sức yếu. Thử cái mày coi, thăng yếu mà tâm kiên định không? Ghê không Bồ Tát Quan Âm. Coi là thăng yếu mà tâm kiên định không nghe. Chứ bây giờ mà thăng khỏe hơn ngực, những đức nói cho quý vị nghe nè. Bữa đó mà những đức mà khỏe là nhiều người bỏ cuộc không lại. Tại những đức khỏe họ đâu có thương những đức chi. Khỏe mà. Cái cảm giác khỏe quá. Ông này không khỏe lắm, tôi nói ông này ông ai mà tu theo ổng nổi trời. Theo ổng mà chết, không có theo ổng nổi đâu. Thôi, mình nghỉ, ngồi nghỉ đi, ông lễ kệ ổng. Nhưng mà những đức mệt, những đức bò lết vậy, người ta phía sau nó trời ông thầy thấy tội nghiệp quá, trời ông thầy tội nghiệp quá.
cầu nguyện cho ông thầy ông lễ cho hết ba ngàn lại, hiểu không? Cái tâm cầu nguyện đó người ta không có nghĩ đâu quý vị ơi, tại người ta quý mình, người ta tội nghiệp mình quá nên ta cố gắng ta cầu nguyện. Mà đã là cầu nguyện sao ngồi, nên ta phải cố gắng ta lại, nên cuối cùng mình động viên người ta, giờ người ta động viên ngược lại quý vị. Trời ơi, mình lễ Quan Âm phía trước mình mệt mà có cái khi mình cũng mắc cười. Ở phía sau mình nghe có nhiều bà mới kêu thầy ơi thầy, thầy ơi cố gắng lên thầy ơi thầy, kêu như đưa đò vậy đó, chịu nổi không? Mình cũng mắc cười muốn chết. Thì cái người ta thấy mình như vậy nên ta cố gắng ta lễ hết 3.000 lại quý vị ơi. Mà quý vị giờ nhiều người ngồi trong đây phải quý vị có cảm giác là vì thấy như đức vị tội nghiệp cố gắng lễ, đúng không? Đó. Chứ gặp mà như hồi xưa mà như đức lễ mình đức la sùm quý vị nó thôi thôi ông thầy này ông la lắm nghỉ. Đuối quá. Chịu không nổi rồi, ổng này khỏe mà mình chỉ theo ổng nổi đâu. Thôi không có tội nghiệp gì ổng đâu, ổng tội nghiệp mình nè. Đúng không? Còn cái này người ta thấy mình bò lết, ta tội nghiệp quá nên người ta phát tâm luôn quý vị. Hưng hực cái tâm lên. Cuối cùng Phật tử nó động viên ngược lại ông thầy chỗ tạo. Gán là thầy ô, gán là thầy ô. Đó. Thấy chưa? Hay ghê thiệt. Mình thấy Phật Bồ Tát gia hộ chưa? Đúng nơi đúng chỗ phù hợp, quý vị ngồi suy nghĩ lại quý vị mới thấy đặc biệt. Thêm nữa trước mấy ngày mưa gió quá trời. Vậy mà 3 ngày lễ viếng Quan Âm mà không có mưa, 3 4 ngày đó không có mưa. Mưa biết chạy đi đâu? Mưa biết chạy đi đâu luôn, quý vị thấy rõ ràng không? Dù cỡ cỡ chứ không có mưa. Hôm qua buổi trưa mưa, nay mưa. Chứ gặp mưa như bữa đó cũng mình cũng te tua. Nói không? Đó, nên từ nơi đó mình thấy không? Mình làm việc cho Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát gia hộ quý vị luôn. Thấy không? Đó, nên á, làm xong cái chương trình này đúng là gọi là cái kỷ niệm trong cuộc đời luôn. Kỷ niệm trong cuộc đời quá tuyệt vời. Nó mấy cái bữa lễ Quan Âm mà đưa lên bây giờ lâu lâu mấy cái trực tiếp thì coi nó mới ấn tượng đó. Đây trực tiếp luôn. Đâu cắt xén gì đâu. Vậy sống mạng internet. Trên mạng bây giờ hình ảnh nó bay dù dù vậy. Ừ, không mà cái chuyến lễ kia này á, người ta cũng không có nói mà được gì quý vị. Mình mệt muốn ăn chết mà nói cái gì nữa bây giờ chợ. Hiểu không? Không ai mà nói tiếng gì chứ nha. Không ai mà nói lễ vui, lễ giỡn hớt gì. Hết nói nổi luôn. Lần trước lễ bị nói nghe quý vị. Lễ làm trò này làm trò kia cho mấy bảo biết sao mấy bảo lễ bị nói muốn chết. Cuối cùng kỳ này mình đuối mình đâu có làm trò nổi đâu. Đuối lo lễ cho xong chứ làm trò gì nổi nữa. Mấy lễ cuối cùng nhân tâm đành lễ nam mô ai chịu âm nói gì nữa giờ đuối quá la hết nổi như thấy mà tội nghiệp quý vị ơi. Nhân tâm đành lễ nam mô ai chịu âm thấy tội nghiệp nghĩ nói luôn nhờ gì mà âm đức. Mấy lần trước giỡn quá bị mắc phước. Hiểu chưa? Phật Bồ Tát giúp mình chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe. Nên từ nơi đó mình thấy không, cái gì Phật Bồ Tát cũng gia hộ. Phải nói rõ ràng Phật Bồ Tát gia hộ mới thành công. Ôi người ta thấy ghê thiệt. Ở trong đó mà mình đi ra mình không biết đường nào đi luôn. Người ta đông quá, nóng nữa quý vị. Nhiều bà già ngồi trong đó mà sống bình thường. Lễ xong đâu có bà nào ra đi gì đâu. Không mà ngộ nghe. Lễ viếng Quan Âm lần nào chùa mình mấy bà già không chùa chết không chứ người ta không có chết. Lần nào lễ viếng Quan Âm là như Đức nói sắp sửa có bà già đi nữa. Ngộ lắm quý vị ơi. Ừ. Chứ mấy bà cụ chùa thường trụ không à. Chứ Phật tử người ta không ai chết. Chứ lễ viếng Quan Âm mà Phật tử ngoài để chết không dám đến lại đâu quý vị. Sợ. Ngoài đó tường trụ ra đi, tường trụ nhờ có công đức lễ Quan Âm mới bả giảng sanh về cực lạc luôn. Nó nên từ nơi đó mà mình nói đúng là mình làm việc gì Phật Bồ Tát gia hộ, làm việc cho Phật Bồ Tát mà, đúng không? Làm nhiệt tình chân thật hết lòng làm việc cho Phật Bồ Tát, xong rồi đâu có tiền bạc bạc chắc gì đâu, đúng không? Mà xong rồi những đứa có nghĩ buổi nào mới sợ luôn, còn làm việc thêm nữa, nghĩ gì?
lễ xong rồi, bữa sau chủ nhật tiếp tục ngày nữa đúng không, chiều lại chạy quá trời, chạy dù dù dù. Ban tổ chức động viên người ta, quý vị thấy không, ta làm mệt xong động viên người ta, người ta vui không. Bữa sau thứ hai, bữa sau thứ hai bắt đầu là ngưng giảng buổi giảng thứ hai, chúng bên đây mà họp tất cả các chúng, buổi trưa qua nói chuyện, chiều họp các chú, động viên các chú đồ này kia, cũng làm việc mệt mà, xong mua nước uống đồ cũng ly với mấy ông đồ kích liệt, cũng vui phái hết mệt luôn. Không, không có để nguội, thường thứ sáu mới họp với chú không à, bây giờ mà để tới thứ sáu thì nó lạnh quá, thôi làm liền luôn, chơi với anh em đồ cho nó vui quý vị. Nó thì từ nơi cái tâm mình vậy quý vị, tự nhiên năng lượng nó phát triển mau ghê, người nó khỏe lại đặc biệt ghê, việc xuống luôn đâu có nghỉ bữa nào đâu. Mà đặc biệt quý vị, cái chiến kỳ này nghe cái cần cổ, công nhận Phật Bồ Tát gia hộ, cần cổ cái này là đặc biệt nhất luôn. Mà bây giờ cần cổ tự nhiên khỏe luôn, nói chuyện thông luôn, la âm sùm luôn. Không, mình cũng mong cho Bồ Tát gia hộ lại 3000 lại cần cổ nó khỏe luôn, giảng pháp kịch liệt luôn quý vị. Không, cần cổ mình là quan trọng mà giảng pháp mà. Đó, thì những đức thấy rằng là Phật Bồ Tát gia hộ. Cuộc đời mình nhớ kỹ nghe, được thì Phật Bồ Tát cũng gia hộ, mà không được Phật Bồ Tát cũng gia hộ. Cứ vậy mà làm đi, cả đời thành công của chúng ta là Phật Bồ Tát gia hộ, thất bại của chúng ta là Phật Bồ Tát gia hộ. Phật Bồ Tát biết người này thành công trong lúc này sẽ không có gì, người này lúc này mà thành công là có chuyện. Nên Phật Bồ Tát kêu lúc này không có thành công, lúc này thành công nè. Phật Bồ Tát biết cái tâm con người mình lúc nào thành công mình sẽ không có gì, còn lúc này mình thành công mình sẽ vỗ cánh bình minh, nó chặt cánh mình chết. Phật Bồ Tát biết, nói không, nên trong cái cuộc đời mình á, mình thành công mình đều là nghĩ Phật Bồ Tát gia hộ mình. Cả đời bị điều nghĩ gì đi quý vị, mình có gì đâu giỏi, đúng không, gì đâu giỏi. Đó, lây quay khiếm thị nè, nay 28 còn 13 ngày nữa, cái này 29 mùng 1 phải không, nó khiếm thị lây quay Di Đà. Mà lễ với Di Đà kỳ này nghe số 1 đôi lương trình này, số 1 thiệt á, không phải chuyện giỡn đâu. Lễ với Di Đà kỳ này nghe là chương trình buổi sáng, sáng chiều luôn, hai cái buổi chính là sáng chiều chứ không phải là một buổi chiều. Tại vì sao? Cái đèn cho xứng đáng chứ, đèn quá đẹp luôn mà tôi. Không, mà cái chiến lễ với Di Đà cái này nghe quý vị nhớ nghe, tại thường người ta lễ Quan Âm á, là người ta cầu nguyện nhiều lắm, cầu nguyện này kia phải không, nhưng mà thường người ta nói niệm Di Đà là cầu siêu. Thường người ta nghĩ là niệm Di Đà là cầu siêu quý vị ơi. Bây giờ mình phải nghĩ cái chuyện này, bây giờ hương linh trong cái cõi đời này nhiều quá mà chưa siêu thoát, sao mình không nghĩ cái ngày lễ với Di Đà để mà mình tu nghiêm túc, để mà mình cầu nguyện cho Phật Di Đà ngày phóng quang, ngày tiếp dẫn hương linh về cực lạc đó đi. Tiếp dẫn cho hương linh về cực lạc đi. Bởi vì cái người mà mang nghiệp phá thai đồ này kia nghe, chuyến này mấy bà phải rủ mấy bà mang nghiệp phá thai lợi hết chùa này luôn, dẫn mấy bà mang nghiệp phá thai lợi 3 ngày tu khỏe re gì đâu mệt, với Di Đà khỏe lắm, phải lại như lại không âm đâu mà sợ. Thấy không? Sáng sớm 4 giờ thức chung, 4 giờ bắt đầu là vô chương trình, khỏe lắm. Nhớ đến nói chuyện trong vòng mấy chục phút, nói gì bổ nguyện rầm 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 bổ nguyện, giống khai thị vậy đó quý vị, khai thị vậy đó, rầm 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 bổ nguyện, thấy không? Nó dữ dữ lên đó, la ông sùm lên, nó la cả sớm này thức hết, hiểu không? Rồi xong á, đèn bông sen mình để hết mọi cái chỗ ngồi, mỗi cái chỗ mà cái niệm ngồi là có cái đèn bông sen để chỗ đó đó, ai cũng ngồi chỗ đó là bắt đèn bông sen lên hết,
ngồi nghe pháp là để ngay đèn sen trước mặt mình, bật đèn sen luôn, hàng lối, ngay hàng thẳng lối, đèn bông sen bật lên rực rỡ mặt hồng. Được không? Giảng pháp xong ở đầu địa chung liền niệm để cầu Phật tiếp dẫn chư hương linh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm dữ dằn lên quý vị, niệm rầm 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 lên. Ai chồng mình khai thị kiểu đó mà ai mà không lo niệm mới sợ. Niệm rầm rầm mà cả cái hội chúng mà mười mấy ngàn người mà niệm cho mà thấy. Niệm mà cảm Phật Di Đà phóng quang nhiếp thọ, tiếp dẫn hương linh về cực lạc luôn. Hương linh lợi nó niệm luôn, buông tâm hận thù xuống, Phật phóng một cái rước về cực lạc, hết khổ. Nghe không mê chưa? Nó xong lễ Phật hả? Địa chung xong lễ Phật, nghe không? Lễ Phật nghe. Sao không? Lễ Phật là vì biết cảm ứng cỡ nào chưa? Đó. Lễ Phật mà cho lễ ít thôi. Tại vì thời gian mình cút là chút á quý vị. Để mình có cái chương trình để cái lễ với Di Đà nó hoành tráng. Nó vừa tu được mà nó vừa có một cái hình ảnh gì để lại mình coi cho nó hứng thú chứ. Đúng không? Đó. Mô hình với Di Đà thì có làm sao? À, mình cho lễ Phật trong vòng chừng nửa tiếng thôi. Nửa tiếng bớt 15 phút. Lấy 15 phút kia đi kinh hành hai quận. Đúng không quý vị? Chút. Mà nó lại vui, nó làm cho có chương trình đó quý vị. Khi mình niệm địa chung thì ngay trước mặt mình đèn tắt hết đèn điện luôn. Thì hàng lối đèn, hàng đèn. Ở trên máy bay vù bay. Mấy viên gà nghĩ đẹp cỡ nào chưa? Mình nhìn thôi, tại vì quý vị biết cái mô hình mình địa chung là mình để cái đèn ngay chỗ này gì để chi biết không? Để nhờ cái đèn nó gọi vô mặt mới thấy cái mặt. Chứ nếu mình để chỗ khác để cái đèn nó sáng chỗ khác quay phim có thấy cái mặt đâu. Mình phải để cái đèn ngay trước mặt để thấy cái mặt. Thấy không? Là quay tự nhiên thấy hàng đèn người ta mặt chiếu xanh đỏ trắng. Cái đèn lên màu quý vị, màu xanh thì mặc màu xanh, màu đỏ mặc màu đỏ, màu vàng thì mặc màu vàng, nó hiện màu lên thì thấy lung linh. Độ thấy gì đâu mà trời, cái chương trình với Đà gì đâu mà hoành tráng dữ cái trời, đúng không? Đó mà cái đèn này nó sáng lắm quý vị ơi. Cái đèn này mà mười mấy ngàn cái đèn này mà bật lên một cái là ánh sáng dữ lắm, mà nó ánh sáng của nó lung linh đẹp. Thì quý vị lễ Phật có nửa tiếng mà ai mà không háo hức, ai mà không lễ đẹp, có nửa tiếng hả? Thì lễ xong nửa tiếng bắt đầu là đứng lại. Đứng lên, quên nó lộn, đứng lại. Thấy không? Đứng lên. Nó bắt đầu đi một hướng đứng đây, quay xuống, đi quay lên đây. Một hướng đứng đây, đang quay xuống, quay lên đây, thấy không? Một hướng quay lên đây, một hướng đứng bên hàng đây, quay xuống. 1, 2, 3, đi. Đi kinh hành đó quý vị. Đi kinh hành là hai hàng ghép lại đi, hai hàng ghép lại đi như Tịnh Tông á. Chỉ có đi như vậy mới đẹp thôi. Chứ mà mình cho mười mấy ngàn người mà đi không biết đi đâu mà đi hết. Nó kẹt luôn, đúng không? Rồi lúc đi kinh hành thì sao? Cầm cái đèn này theo. Nó đèn sao để đây ha. Đi. Không có chấp tay mà cầm gì nè đi. À, những đức thì ngay cái chỗ mà ngồi như đức giảng đó phải không? Chơi khoảng cỡ một số đèn. Đèn này để vòng cho đó. Xong những đức đứng một chỗ. Những đức đi mình. Chứ đi với ai giờ? Đi mình. Mình đứng mình cầm micro mình niệm Phật. Để cho người ta đi. Còn dưới thì đi theo hàng lối gì. Những đức nghĩ cái mô hình này đúng không đơn giản ấy. Đẹp lắm á. Mà chương trình rất là nhẹ, rất là khỏe luôn. Sáng sau chiều đi đang vậy. Còn bằng ngày thì chỉ sẽ bọc pháp niệm Phật bóng sanh cũng đi thực. Xong. Cái chương trình lễ với Di Đà cái này cũng là số 1 nè. Chắc chắn cái gì luôn. Đúng không? Xưa giờ ví dụ như người ta mua cái đèn cầy hay cái đèn quá đăng gì. Ít chùa ít người thì quá đăng hay là một cái đèn cầy để trên một cái dĩa nho nhỏ hay gì, đúng không? Người ta để hàng. Còn cái này chơi luôn đèn bông sen luôn. Quá bảnh luôn, đúng không?
quá mạnh quá chảnh luôn. Đeo bông sen thiệt luôn nha, bắt lên một cái là niệm Phật. 3 ngày sau mới được tặng đeo bông sen đem về nhà. 3 ngày sau mới được tặng đem về nhà, nghe chưa? Nó nhớ kỹ đó, 3 ngày sau mà đem cái đèn bông sen này về thì nó mới linh. Nhớ, không có được ai mà cầm cái đèn bông sen về nhà hết trơn á. Khi mà tổ chức là tất cả cái đèn bông sen để ngay vô cái miếng niệm, nhưng khi tổ chức xong là người để lại cái, ngay cái miếng niệm y tinh lại luôn, để cho ban tổ chức tự đi gọn lại, đi dọn lại, bỏ vô cái hộp đem cắt, chiều bày ra, chịu cực làm như vậy đó. Cái kết cuộc ở bên hộ pháp là ngay chủ nhật buổi tối là đèn bông sen này là sở hữu quý vị, xứng đáng quá trời luôn quý vị, thấy không? Cái tượng trưng của Dí Di Đà này, mà cái đèn bông sen này là để cái tượng trưng sự tiếp dẫn chư hương linh về Tây Phương Cực Lạc, và tương lai chúng ta cũng phát nguyện là tương lai Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về Cực Lạc. Đặc biệt ngay ngày lễ Dí Di Đà phát nguyện luôn, phát nguyện đời này kiếp này của con phải niệm Phật về Cực Lạc, Phật A Di Đà ơi. Đúng không? Cái người mà tu tịnh độ mà niệm Phật cầu sanh Cực Lạc mà cái pháp hội này mà không đến được là tiếc lắm đó nghe. Không phải đơn giản. Cái chương trình này đâu phải là một cái chương trình mà gọi là hình thức một chút đi gì á. Chương trình này là tu. Nó không cả ngày luôn á. Nó mà điều chỉnh cái chương trình hay. Chương trình này cái cảm giác mình nghĩ là nó đặc biệt lắm á. Cảm giác là khỏe đặc biệt lắm. Tháng 11 thì thôi, tháng đó là tháng mưa gió gì nữa. Yên tâm rồi đúng không? Đó, nên á, hay cái chương trình cái này nè, cho chúng sanh người ta tu. Mà mình nói thiệt nha, pháp môn tịnh độ này vô quá đặc biệt. Nên bây giờ mình phải chăng thật để mình đem pháp môn tịnh độ này mình đi giới thiệu mới được. Bây giờ là trong cái lúc mà mình đang đương thời nè quý vị, đánh rầm rầm ra đem tịnh độ đưa cho người ta. Nó qua cái thời mình tới ai làm kệ người ta, mình còn thờ mình cố gắng. Nó kể biết thờ mới là trang tấn kiệt. Bây giờ mình nắm được cái thờ vặn của mình là đang đương thờ tiện lợi. Nói ta nghe quý vị ơi, ngồi vậy đó, nói ta nghe. Mà mình nói nó được, Phật Bồ Tát cũng gia hộ luôn nữa. Còn đến khi hết thờ Phật Bồ Tát cũng cho mình đi về Cực Lạc luôn. Ừ, từ khi hết thờ là không có làm được gì nữa. Con người nó có thờ vặn vậy thôi, sống trong cái cõi này nó vậy đó. Khi mình ra đi rồi mình để là phương pháp tu được về tùy chúng sanh người ta nhận thức, chứ ngoài ra không có phải làm hoài cả đời đời hoài đâu quý vị ơi. Mình phải đi, mình đi rồi mình thường nguyện mình trở lại thì nó hiện cái tướng khác rồi, nó là mình độ sanh cách khác nè. Mà cũng là mình là phát nguyện là mình trở lại cõi ta bà này tiếp tục phải cái gì nè, trở lại tiếp tục gì nữa. Nhưng mà cái đời sau mà về Cực Lạc mà trở lại hiện tướng khác, không hiện tướng tăng, tổng khóc. Thấy không? Nên những đức mong quý vị nghe Phật pháp mà hiểu thì cuộc đời quý vị đặc biệt và vui lắm quý vị. Hiểu không? Thì quyết chí về Cực Lạc quý vị. Rồi. Tính ngồi nói chuyện chút tôi nghĩ mà cũng vết hết 10:20. Ôi chắp tay hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chùa mình mỗi tuần thứ bảy cộng tu. Quý Phật tử về đây tu tập với cái đại chúng này, mình tu tập và công đức rất là lớn. Hôm nay chúng ta tu tập và những đức nguyện đem cái công đức này cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ và cầu an cho toàn thể đại chúng. Và hôm nay chúng ta tùy hỷ cái tâm tu tập cầu an cho vị thầy mà cũng như những đức là huynh đệ, thầy Thích Nhận Lợi, năm nay 33 tuổi và thế danh là Lê Văn Khả. Thầy cũng đang bị mổ
đang cũng rất là mệt. Nếu mà nhờ cái công đức này cầu an cho thầy có sức khỏe tiếp tục tu niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Còn nếu như thọ mạng đến thì cũng nhờ Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn thầy về cực lạc Tây Phương. Con người sống trong cuộc đời này ai cũng sẽ mất thôi, và đem cái công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào thử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức đều được thừa hưởng những công đức này, và nương vào bổ nguyện niệm Phật để được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí như cung, thử thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhất thiết, giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngà kim tí như cung, nhất thiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mục lục lăng ta bà ha, án mục lục lăng ta bà ha, án nga nga nắng tam bà và việt nhật ra. Án nga nga nắng tam bà và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương cực lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật,
vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. À, chúng ta xuống chai đường để ăn cơm quý vị. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. A Di Đà Phật.